Vâng, xin chào toàn thể các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em nhé. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì hiện tại là em đang trên đường về một cái mẫu xe Toyota Camry với cái bản số tự động 3.5Q. Đây là mẫu xe bản đủ nhất của dòng Camry nhé, được trang bị ghế điện và rất là nhiều cái tính năng an toàn và hiện đại. Tí nữa em sẽ chỉ cho các bác sau. Thì về cái tổng thành xe thì xe rất là đẹp. Đấy, em đang trên đường về và hôm nay em đi giao cái con Jack For 4 này. Đây, một bác ở Hà Nội mua và em đi giao xe. Thì tiện đi trên đường thì em mua được cái mẫu xe Toyota Camry này. Đấy, cái bản này thì nó là bản 3.5 số tự động, 3.5Q, là bản đủ của dòng Camry, chạy rất là sướng. Nếu cái dòng này phải nói là chạy rất là vút xe nhé. Đấy, các bác nào từng chơi cái dòng Camry hoặc là tìm hiểu về dòng Camry thì biết cái dòng 3.5Q nó là cái dòng đẳng cấp nhất rồi. Đấy, các bác nhìn thấy cái dòng form dáng của nó rất là đẹp. Đấy, con này của em thì được sản xuất vào năm 2007 các bác nhé. 2007 Toyota Camry, xe thì máy zin, số zin, xe không đâm vang gặp nước gì đâu. Đấy, hiện tại đang trên đường về, đang trên đường đi giao xe thì em mua được cái mẫu xe này thì tiện em đỗ ở dưới đường em quay luôn cho các bác luôn. Đấy, xe màu đặc bạc biển rất là đẹp luôn nhé. Đấy, màu bạc biển Hà Lam 90 08192, Toyota Camry 3.5Q đây, động cơ V6. Đấy, được trang bị cam lùi đầy đủ hết rồi. Cái dòng xe này thì nếu mà bác nào đã chơi Camry hoặc tìm hiểu về Camry thì chạy cái bản 3.5Q là cái bản đẳng cấp nhất rồi. Đấy, chạy sướng cực kỳ. Và dòng Camry nó nổi tiếng là lành máy rồi. Đấy, cực lành máy luôn. Với cái bản này thì cũng không quá tốn nhiên liệu đâu. Với cái bản của dòng Toyota này thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng vừa phải thôi, không quá tốn nhiên liệu. Nhưng mà chạy cái dòng này thì yên tâm một điều là chạy cực sướng và an toàn. Đấy, về cái phần nội thất của xe quay cho các bác xem. Đấy, ghế điện toàn phần luôn nhé, tất cả nó là ghế điện hết. Đấy, 4 ghế điện đầy đủ hết nhé các bác nhé. Đấy, hộp mà để đồ này. Đấy, em cho mở hết cửa quay cho nó sáng này cho các bác xem tổng thành xe chi tiết này. Đấy. Đấy, các bác nhìn đây, cái phần này nhé, cái phần chỉnh ghế điện đầy đủ hết nhé. Đấy, cái rèm này, chỉnh rèm đầy đủ như là như những dòng xe mẹt nhé các bác nhé. Hộp để đồ này. Nói chung là về cái dòng này thiết kế tương đối hiện đại luôn. Nếu riêng cái dòng Camry này. Đấy. Chỉnh loa này, âm thanh này. Đấy, chỉnh ghế này. Ghế sau tất cả chỉnh điện hết các bác nhé. Đấy, ghế sau tất cả chỉnh điện, các bác nhìn này, chỉnh lưng ghế này. Đấy. Đấy, chỉnh lưng ghế này, chỉnh loa này. Đấy. Điều hòa này. Đấy. Sàn nó vẫn là sàn nỉ nguyên bản, trần nỉ nguyên bản nhé. Ghế tất cả 4 ghế này đều là chỉnh điện hết nhé. Cái dòng Camry dòng này là dòng hiện đại cực kỳ luôn đấy. Vốn là dòng đục phanh đĩa 4 bánh này, sàn cua lốp vẫn nỉ nguyên nhỉ. Xe này thì bao cho các bác là xe không đâm va gì cả, xe cực chất luôn. Cái dòng này cực chất. Ghế điện của nó này, ghế điện đầy đủ hết rồi. Xe đang trên đường về thì em đỗ quay cho các bác luôn. Vô lăng tích hợp, dòng này thì nó trang bị nhiều cái option hiện đại cực kỳ luôn này. Đấy, cụp gương này, chỉnh gương kính điện này. Số tự động Camry Toyota Camry 3.5Q, xe dòng này rất là chất, chạy thì cực sướng rồi, mức tiêu hao nhiên liệu của nó vừa phải, để startup luôn nhé các bác nhé. Đấy. Đấy, để startup luôn, để em cho các bác xem về máy móc của xe luôn nhé. Nó hơi mưa nên là xe nó không sạch sẽ lắm, nhiều em thế quẹt nên thực tế cho các bác nhìn luôn. Máy nổ đây các bác nhìn, cái dòng này thì máy nổ êm như du ngủ, tuy là máy 3.5 nhưng máy nổ êm. Đây em đang cho máy nổ luôn đây các bác nhé. Đấy, máy nổ rất là êm. Riêng cái dòng này thì không phải lo, riêng dòng Camry là chạy nó là dòng đẳng cấp, nồi đồng cối đá rồi. Đấy thì bây giờ xăng cũng rẻ, có bây giờ có tầm hơn 11.000 một lít xăng luôn, cũng rẻ. Đấy, xe thì dòng này chạy thì sướng, riêng dòng Camry này chạy mỹ mãn rồi. Đấy, bác nào yêu cái dòng này Camry này thì lấy cái con này mà chạy này. Đấy, ăn chắc mặc bền, không bao giờ lo hỏng vặt cả. Đấy, giữ giá cực kỳ, những cái dòng này chạy giữ giá, không lo mất giá mấy nhá các bác nhá. Form dáng của dòng này nó cũng đẹp, nội thất nỉ, ghế da nguyên bản theo xe, về form dáng này, số tự động đầy đủ hết nhé các bác nhá. Bác nào ưng cái mẫu xe này thì liên hệ sớm với em này, xe rất là đẹp. Đấy, đang trên đường về luôn. Toyota Camry số tự động 3.5Q nhé. Đây con Jack For 2 cầu này của em hiện tại đang đi giao cho khách trên Hà Nội này. Đấy. Đấy, bác nhìn này, mẫu xe này. Cho bác xem lại form dáng tổng thành của xe lần nữa nhé.
Đấy, bác nào yêu cái mẫu xe này thì liên hệ sớm em nhé. Số điện thoại của em là 0829777777 nhé các bác nhé. Đấy, Toyota Camry bản số tự động 3.5Q với bảng đủ dễ điện và trong cái túi phanh ABS cũng như là rất là nhiều cái tính năng hiện đại an toàn, xe rất là lành máy ở cái dòng Toyota Camry này các bác nhé. Đấy, bác nào mua hoặc là muốn tìm hiểu thì vui lòng liên hệ với em hoặc nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em nhé.